Chào mọi người, hôm nay thì bên mình về thêm được một số cân carbon gọi là cân fib. Thì mình giới thiệu qua rồi, mọi người mua ủng hộ shop mình nhá, cái cân cầu Nhật Bản nha mọi người. Đây, số 1 là một cái cân cực trong carbon. Đây, đa số cân cực trong á là cân đời mới đều là carbon hết nha mọi người. Đây mọi người xem sơ ngoại hình của nó nhá. Đây, cái này là 340g. Đọt của nó là 2,5 ly. Vươn ra là 236, thu về 125 cm. Cái này thì có độ cứng là 50. Độ cứng 50 nha. Đây. Cái này thì mình thấy ngoại hình của nó còn trên 80%. Mọi người xem phần đọt này. Đây. Rất cứng nha mọi người, độ cứng 50 nha. Đó. Cân cực trong này á, thì đầu bu đá nằm ở phía trong này này. Đây. Đá với đầu bu với khuyến đó, đá nằm ở phía trong này hết. Đấy nha. Đây, đá nằm phía trong. Giọng số 2. Giọng số 2 đá cũng nằm phía trong này. À. Rồi. Khuyên cái. Khuyên cái thì cùng đây, đá nằm phía trong. Đá nằm phía trong nha mọi người. Đó. Cái này là carbon này. Độ cứng 50, dài 36. Cái này thì của hãng nào đây? À, để mình thấy cái hãng nào hết. Để mình thấy cái hãng nào. Chỉ thấy một dòng chữ Nhật này thôi. Đây. Cân này thì cân nội địa nha mọi người. Cân này thì chỉ sản cân nội địa, không thể cải được rồi. Rồi. Bát của nó là bát Fuji DPS. DPS. Bát vặn Fuji DPS. Đây. Chỗ này thì mình thấy là nó hơi nứt chỗ này là do cái này chưa tới này. Chưa tới này. Mọi người đẩy xuống cái là nó hết à. Để giữ lại được à. Mọi người về lấy cái tu vi dẹp á. Này tới xíu là được à. Ok. Không thì cái này cũng vẫn đi hết. Căn bản là cái cân trống này rất là đẹp. Độ cứng 50, 50 thì cầu biển được rồi mọi người. 50 cầu biển được nhá. Đây. À. Cái này cái số 1. Cái này mình bán 1 triệu nha mọi người. Cái số 1 1 triệu. Cái số 2. Cái số 2 cũng là một cái cân cực trong nhưng mà cần rút. Cái này là Daiwa. Daiwa nha. Mọi người xem qua ngoài hình nha mọi người. Đây, Daiwa. Cái này thì nặng 280g. Đọt đỉnh của nó 2.80. Vươn ra 3.1, thu về là 1.1. Đây. Cái này này, độ cứng là 30. Cái này Daiwa, độ cứng 30. Dài 3.1. Đây. Rồi, mọi người xem phần đọt. Phần đọt của nó này. Độ cứng 30 nha mọi người. Cân này cũng là cân carbon, đa số cân cực trong đây là cân carbon hết. Đây. Ok. Rồi. Cái cân này mình cũng nhìn thấy nó khoảng 80% trở lên. Ở phía trong con rất là đẹp. Ở phía trong không có trầy xước nha mọi người. Đó. Rồi. Tới phần khuyên. Khuyến thì cân cực trong thì khuyến bọc đá nằm ở phía trong này này. Đây, cùng nhúng đây thì khuyến bọc đá sẽ nằm ở phía trong này. Trong đây. Cái này con rất là mới. Đầu bu. Đầu bu thì đá nằm ở phía trong này. Đó. Ok. Rồi. Xong phần này. Con kia
khuyên cái á, đây khuyên cái đá nằm đây, đá nằm đấy nhá. Đây cái này cũng là một cái câu biển, câu biển nha mọi người. Bạt này, bạt Fuji, bạt vàn Fuji ở đây là đáy quá luôn này. Đây đáy quá nha mọi người. Đây, đây. Committed to Topan Toto Quality đây. Đây qua. Chỉ có phần nhựa đấy thì nó hơi bị nhựa đây nó bị chết rồi. Không sao, phần này vẫn còn ngon là được. À, cái cân này của Hàn Quốc này. Hàn Quốc nha mọi người. Đây, cái này cái số 2, mình bán 850 nha. Hai 850 rẻ cho một cái cương thử cân cực trong. Số 3 là một cái cân flip 3 khúc. Cân flip 3 khúc. Cái này của Daiwa. Đây. Cái này của Daiwa. Cái này nặng 380 g. Đọt là đọt 3 ly. Dài 3m2, thu về là 116 cm. Đây, mọi người xem phần đọt nha. Đây, phần đọt của nó đây. Cứng. Độ cứng này khoảng 20 nha mọi người. Độ cứng khoảng 20. Flip nha, độ cứng khoảng 20. Cái này á thì nó bị mất cái đầu bu. Đầu bu mình để lại đây này. Đây. Đầu bu để về cho mọi người chấm lại. Nó thì chỉ còn như thế này thôi. Đây. Mọi người chấm hàn lại là được. Ok. Mình để lại cái đầu bu ở đây về để cho mọi người chấm hàn lại. Đó. Khuyên thứ hai. Khuyên ba lớp. Ngoài inox tiếp là nhựa, tiếp nữa là đá xám. Khuyên thứ ba cũng là vậy. Khuyên này khuyên kiêng nha mọi người. Khuyên kiêng. Rồi. Tới giọng thứ hai. Tất cả đều được bọc inox ở đây này. Giọng thứ hai thì cái này bị mất khuyên rồi. Mất khuyên rồi. Khuyên kiêng này thảo ra được. Nên cái này mình nghĩ là người ta đã thảo ra rồi. Hoặc đang quá trình vận chuyển nó bị dập. Phíp này phíp đỏ. Đỏ này là phíp chất lượng cao nha mọi người. Đây. À độ cứng 15 này. Độ cứng 15. 3m3. Đây qua. 3 khúc. Rút về 116 cm. Đây, bát rồi, bát trượt Fuji S7. Fuji S7. Đây. Cán á, phần cán này được làm bằng nhựa. Còn đây là phần cắm này là nhựa cứng. Đây, bọc nhựa. Nhựa này nè. Đây, cái này là cái số 2. Cái này mình bán rẻ lại cho mọi người về tự làm lại nhá. Cái này coi như mình bán cần trắng đây, về mọi người tự làm lại. Đây qua. Đây là mình bán 250 thôi. Cái số 3, 250. Ok. Rồi, số 4 là một cái cần rút carbon. Cần rút carbon. Cái này thì đang có 60 g. Nhưng mà đọt của nó là đọt cái phần đọt con dài này là đọt 2 ly này. 2 ly. Dài 36, thu về 63 cm. Đây. Cái phần này không phải là gãy nha mọi người. Đây. Phần này không phải là gãy mà mình thấy ở đấy mình thấy nó không phải là gãy mà nó chỉ bị mất cái mũi nhờ buộc cược á, cái này về mọi người buộc lại được. Không sao. Này. Đây. Carbon nhé. Carbon này, gần carbon nha mọi người. Này, gần carbon. Carbon rất là đẹp.
Đây, cái cân này mình thấy còn trên 80%. Trên 80%. Các giống ở phía trong còn rất là đẹp, không bị trầy xước. Đó, à, 1 giống, 2, 3, 4, 5 giống hết nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giống. 6 giống hết nha. 6 giống hết. Này, nó còn cái nút ở phía trên này này. Cái cân này thì cũng bị sản xuất ở đâu đây, cũng phải ghi thương hiệu. Phần này được làm nhám này. Cái này cái số 4 mình bán 250 anh em. 250. Rồi, số 5 là một cây cân fit. Fit khuyến con nguyên này, 36. Cây này nặng 300 g, đọt 22, đọt cứng 22. Dài 36, thu về 102 cm. Cây này thì mình thấy độ cứng của nó khoảng tầm 15 nha. Độ cứng 15. Đọt này đọt tháp chưa. Đây. 15 đọt tháp chưa. Khuyến này là khuyến trượt. Đây. 1 giống, 2 giống. Các giống ở phía trong con đẹp. 3 giống. Này, khuyến cái cũng ở khuyến trượt này. Rồi, 4 giống. Các giống đều có bọc inox ở đâu hết. Cường lực chống chống nứt. Đây. Đây. Mấy cái này hơi bị rỉ đi về mọi người đánh cược này đẹp à. Rồi. Khuyên thì nó có 1 2 3 4 5. 5 khuyên, tất cả đều là khuyên 3 lớp ở ngoài inox. Phần trong cao su, trong nữa đã xám. Ok. Đây. Cần flip nha mọi người. Bạt này á, bạt trượt. Bạt này thì mình không thể ghi thông số, nhưng mà mình thấy cái này thì nó khoảng size FS7 á. FS7. Phần tay cầm này được làm nhám. Phần tay trợ máy. Cây này là cái số 5, mình bán 300. Rồi. Tiếp một cây cân Olympic. Cái cân Olympic thì cái này sử dụng nội địa Nhật nên nó không có ghi chữ Olympic ở trên cân. Nhưng mà theo cái màu với cái vỏ bọc của nó thì chính xác cân này cân Olympic nha mọi người. Cái này nặng 140 g. Đọt này đọt 2,5. Dài 21, thu về 108 cm. Đây, độ cứng. Độ cứng này độ cứng 10. Xem này, 15 á. Độ cứng 15 nha mọi người. Khuyến này là khuyến inox không có đá này. Inox này nó làm thanh khuyến luôn. À, thanh đá, thanh kiểu như đá ở phía trong luôn. Khuyến này vốn gì của nó không có đá. Bốn khuyến. Ở đâu này bọc inox. Cần này cần Olympic. Rồi. Đây. Nắm khuyên. Đâu này cũng là inox này. Cần những cân không ghi thông số này thì nó chỉ sử dụng nội địa thôi. Đó, bạt là bạt vặn. Rất là mượt nha mọi người. Đây, cái này sộp da gỗ. Phần tái cầm là sộp da gỗ. Rồi, cái này cái số 6. Số 6 này mình bán bao nhiêu nhỉ? Chất liệu của cái cân flip. Rồi, ok, cây này mình bán 280 nha. Cây số 6, 280. Rồi. Rồi đây kẻ quay. Rồi, số 7, cái này cần gì đây? Cân carbon. Cân carbon. Một cây cân rút tay trợ máy carbon. Cái này thì nó là nặng 120 g. Đọt là đọt mạnh, khuyến ẩn 0.6 ly.
vươn ra là 36, thu về là 102 sen. Đây, đọt này được làm bằng đọt thủy tinh này. Đây, đọt dẻo thủy tinh, đọt mảnh thủy tinh. Này, khuyên ở trước này này, khuyên này, khuyên này, khuyên này, khuyên này. Rồi, tới phần này là carbon, cũng có khuyên ở đây. Carbon hết nha mọi người. Đây. Rồi, một cái khuyên cái. Đây. Cây này thì có 1 2 3 1 2 3 4 giống. Các giống ở phía trong con đẹp. 4 giống. Carbon này. Đọt số 1 36 hồn giống. Bát này bát nhỏ. Bát trượt Fuji FS5. FS5 nha mọi người. Đây, phần tay cầm này được lấy bằng nhờ hết. Đây, tay cầm này là nhờ hết nha. Tay cầm nhờ. Đợi mình một chút. Giấy. Cái này thì mình bán 350 ngàn. Cái số mấy đây nhỉ? 7, 350 ngàn. Rồi, số 8 cùng một cái cân tương tự như vậy. Cũng là đọt carbon, cũng là cân carbon. Cái cân này thì là nặng 100g thôi, đọt là đọt mạch 0.7, vươn ra là 3,5 m, thu về 105 cm. Đọt mạch 0.7, đọt này đọt khuyên ẩn. Đây, cái này khá khó lấy nha mọi người. Đây. Đây. Khuyên. Khuyên này khuyên ẩn. Đó. Đọt này mọi người xem đọt này. Đọt mảnh 0.7. Đọt mảnh nhé. Ok. 1 2. Đây. Phần này thì là carbon này. Ba. Này, carbon này. 4, 4 giống. Carbon trong. Bốn giống, rồi. Khuyên cái là khuyên đá đen. Đây. Bát này cũng bát Fuji FS5 luôn nha mọi người. Bát trượt Fuji FS5. Phần tay cầm này thì được quấn nhờ. Cái này là cái số 8. Cái số 8 này mình bán 300. Rồi. Số 9 là một cây cân carbon giả trúc. Cây cân carbon giả trúc. Cây này thì nặng 200g, đọt 0.7, vừa ra 54, thu về 113 cm. Đây. Đọt mảnh. Cây cân này cần tải luôn, không có trợ máy. Đó. Ok. Cân carbon giả trúc nha mọi người. Một giọng này, hai giọng này, đây carbon này,
carbon mà người ta sơn giả trúc. Ba giọng này. Đây. Carbon sơn giả trúc hết. Bốn giọng này. Năm. Sáu giọng. Sáu giọng, các giọng ở phía trong thì con đẹp. Không trầy xước. Này. Đây, carbon nha mọi người. Đó, carbon nha. Đây. Cái cân này á thì mình bán 450.000. Cái cân này còn khá mới, 90% trở đây. 90% trở đây, mình bán 450.000. Cái số 9, 450. 450. Rồi. Một cái cân carbon. Cân carbon cực trong. Cái này cũng của Shimano nha mọi người. Shimano. Mọi người xem này. Đây. Cái này nặng 280g. Đọt của nó là đọt 29. Dài 3m. Thu về 106cm. Cái này để mình xem nè. À, độ cứng. Độ cứng là 30. Dài 3m. Độ cứng 30. Đây. Carbon ý nghĩa của nó hard speed. Là... thì nó sao tắt cái chỗ này này, nó thu dây nó nhanh hơn, không bị rỗi bị nữa nhá. Rồi mình, khi mình ghép nổi nó cũng nhanh nữa, không cần phải cánh khuyến đâu gì hết á. Cân carbon đây, gần carbon nha mọi người. Rồi mọi người xem cái phần khuyên, phần đọt, độ cứng 30 nha. Đây, độ cứng 30 cứng, độ cứng 30. Phần đầu bu của nó là khuyên đá trong này. Đây, đá xám phía trong. Ok. Giọng thứ hai cũng là đá ở đây. Đá ở đây nha. Đó, đây. Đá đây. Còn phần đọt, à phần cán là khuyên vào, khuyên cái này đây, đây cũng là đá này. Đây. Chỗ này cũng được thiết kế đá này. Đây. Phần vào cửa cũng là đá này. Ok. Phần này tay này tay nằm sốp. Sốp cứng. Phần bát này bát vàng Fuji. Bát vàng Fuji này, con đấy là động logo Shimano này. À, ok. Đây. Máy này thì theo mình thấy là máy này là máy nằm. Máy này cân này thì dùng máy nằm. Mà đá số cân cực trong là dùng máy nằm hết nha mọi người. Rồi. Cái này là cái số 10. Cái số 10. Đợi mình một chút. Cái số 10 này mình bán 900. Số 10 đây, 4, 5, 900. Rồi 11. 11 là một cái cân cầu lục NFT. Cái này nặng 780g, đọt của nó đọt 22. Vươn ra 54, thu về 113cm. Đây NFT, NFT thì là nội địa Nhật thôi. Không có chạy đấu thoát hết á. Cân này cân flip nha mọi người. Rồi, mọi người xem phần đọt này, 22 này. Khuyên này khuyên đa hướng. Khuyên này khuyên đa hướng.
Mượn thì được cho con, bán thì con bán chú ơi. Chú muốn nhờ hàn cho chú cái đi một tí thôi. À, con thì con biết hàn. Đọt này thì độ cứng khoảng 20 nha mọi người. Độ cứng khoảng 20 nha. Cái đây được không được không đâu ạ? Dạ? Họ xét đi được không? Dạ hàn được. Nhưng mà có thờ hàn, hàn thì hàn cho con biết hàn. Con thì chỉ chấm sơ sơ, sơ xấu lắm. Chấm sơ sơ xấu được. Dạ được, qua đây con hàn cho. Không, đây này đi lại đây. Để con xíu, con đang bần cái đó. Một giọng này. Hai giọng này. Con đợi con khoảng 10 phút, con đang bần cái này cái đó. Ba giọng này. Bốn giọng này. Năm giọng. Tất cả cái này có 6 giọng nha mọi người. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu giọng nha mọi người. Sáu giọng. Đây. Cái này á thì đã trống này. Khuyên inox đã trống. Còn hai khuyên này á là hai khuyên inox xoắn. Hai khuyên trượt này, hai khuyên inox xoắn này. Đó. 1 2 3 4 5 6 7. 7 khuyên. Còn cái này không phải là bị mất đá đâu nha mọi người. Không phải là bị mất đá. Đây. 6 giống 54. Cái máy của nó á, đây. Kia bát của nó, bát inox vặn. Bạn inox bắn nhá. Rồi, cái này là cái số 11, 11 phiên bản 500 nhá. 500. Rồi. 12. 12 cũng là một cái cân carbon, cân carbon, nhưng cái phần đầu này á thì người ta lại để là fit vào. Để cho vừa với cái nhu cầu sử dụng của người ta. Đây. Cần tay, trợ máy. Cái này á thì là nó là nặng 220 g, đọt 0.7, vươn ra 4,5 m, thu vào là 106 cm. Đây. Đấy nha, đọt dẻo nha. Mọi người xem các giọng ở phía trong. 1 2 2 giọng này fit này. Đó. Sáng giọng này carbon này. 3 4 5. Đó. Năm. Khuyến của nó thì ở đấy là có khuyến ẩn này mọi người, khuyến ẩn này. Còn đây là ba khuyến to này. Inox này. Ha. Đá này là đá đen. Cân carbon nha mọi người. Đây. Bát này là bát Fuji FS6. Fuji FS6. Đó. Cái này là cái số 12, mình bán 300. Rồi, 13. 13 là một cái vợt, cái bộ bằng carbon luôn. Cái này á thì ở phía trên đấy á là 1,5 l này, 1,5 l này, à 1,5 l, nặng 360 g, dài vươn ra 4 m, thú vị như thế này là 111 cm. Ở đây mọi người xem ở các cái giống này đã, tất cả đều là cái carbon hết nha mọi người. Cái này để dùng bộ hoặc là vợt, mọi người mà câu bờ kè á là phải cần có cái này. À đây. Ủa cái này làm gì được 4,5 m ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3 mét thôi mọi người. 7, 4, 2, 8, cái này 3 mét. Cái này 3 mét cho mọi người. Đó. Rồi. Phần này của nó này. Phần này là nó làm rèn. Làm rèn để mình thay đổi bên vặn. Thay đổi giữa vợt và bổ nha. Bổ con cá hoặc vợt á. Đây, câu bờ kè á, cần phải có cái này. Đây. Tại này tại carbon nha mọi người. Cái này cái số 13, mình bán 600. 600. Rồi, 14, 14 là một cây cần fit. Một cây cần fit. Cái này thì là nặng 300 g, đọt 29, vươn ra 3,6 m, thu về 102 cm.
Đây, đọt này, đọt tháp chịu lực. Độ cứng này mình thấy độ cứng khoảng 20. Đây, độ cứng khoảng 20 nha. Đây, một giống. Các giống phía trong có gì mình thấy con đẹp không cây xước. 2, 3. Tổng của nó có 4 giống. Đó, 4 giống. Cái cân này cần fit nha mọi người. Đây, đọt tháp chịu lực. Đầu bu của nó là đầu bu inox 3 lớp. Inox nhựa cao su đá trắng. Con khuyên này á thì có 4 khuyên mà con đá ở phía trong, nhưng ba khuyên này thì bị bể rồi. Khuyên này thì còn nguyên. Đó. Đây. 36 4H FS7. Này, bát trượt Fuji FS7. Đây, quần nhợt. Cái này cái số 14 mình bán 300 nha mọi người. Rồi, 15 là một cây cần lưu. Cây cần lưu 2 khúc. Lưu 2 khúc này. Cái này thì nặng 140g, đọt là đọt 1.1. Vừa ra 1.8, thu về 94 cm. Cái này cũng là carbon nha mọi người. Mọi người xem phần đọt nha. Xem phần đọt này. Đọt này cũng là carbon luôn. À, đọt này. Đọt này phải làm đọt thủy tinh. Đây. Đây. Đây, khuyên của nó là khuyên đá đen này. À, bú, đầu bú của nó, đầu bú đá đen này. Rồi, cả khuyên của nó đều làm bằng đá đen hết nhá. Đá đen hết nhá. Đó. Trên cái đọt này có 2 4 6 8 cái khuyên. Rồi, phần cán. Phần cán này một cái khuyên nữa là chính. Đây carbon này. Mariner Cat. Đọt số 1. 1.8 2 khúc. Rồi đến ghi tải cược rồi. Bạt thì là bạt vằn Fuji FPS. Ok. Cái cân này đặc biệt á, nó là cân NFT. NFT nội địa Nhật. Cân này NFT nội địa Nhật nha mọi người. Rồi, cái này cái số 15 cũng kết thúc video của mình. Mình bán 550.000. 15 550. Rồi, ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 5599. Rất là cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Chào mọi người.